Bệnh tuyến giáp là nhóm bệnh lý nội tiết phổ biến và có xu hướng gia tăng, trong đó nữ giới có tỷ lệ mắc cao gấp 3 đến 4 lần so với nam giới. Suy tuyến giáp hay còn gọi là suy giáp là một trong các bệnh tuyến giáp thường gặp nhất. Ở giai đoạn đầu, bệnh không có nhiều triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng nên khó phát hiện. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cảnh báo như sau. Ăn không ngon miệng, táo bón, da xanh hoặc khô, dễ bị lạnh. Trí nhớ giảm sút, trầm cảm, giọng khàn hoặc trầm hơn, có thể thở gấp hoặc thay đổi nhịp tim. Đau khớp hoặc các cơ, phụ nữ có thể có bất thường kinh nguyệt, giảm nhu cầu tình dục. Khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể xuất hiện những dấu hiệu nghiêm trọng hơn như lưỡi phình to, phù mặt, sắc da sậm màu và xù xì hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, suy giáp sẽ gây ra một số biến chứng như đau xương khớp, béo phì, phù niêm, khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi hay vô sinh. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tiến triển thành ung thư tuyến giáp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có thể chủ động ngăn chặn và hạn chế tác hại của bệnh suy giáp. Phụ nữ trên 40 tuổi hoặc có tiền sử bản thân hay gia đình mắc bệnh tuyến giáp nên đi khám và xét nghiệm chức năng tuyến giáp hàng năm. Những cặp vợ chồng vô sinh cần xét nghiệm hormone giáp. Các chuyên gia khuyến cáo nếu có các biểu hiện của chứng suy tuyến giáp, bạn tuyệt đối không được chủ quan mà nên đi khám sớm và điều trị kịp thời. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI là địa chỉ uy tín chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tuyến giáp. Bệnh nhân được trực tiếp thăm khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa nội tiết dày dặn kinh nghiệm. Liên hệ chuyên khoa nội tiết của Thu Cúc TCI để được tư vấn và hỗ trợ đặt lịch khám.